Lê Vi Ký, chương 11 Thức ăn sạch và không sạch Chúa phán dạy môi xe và Aaron rằng Các con bỏ dân Israel trong số các loài vật sống trên đất Đây là các loài các ngươi được phép ăn Các ngươi được phép ăn các loài vật có móng rẽ ra Bàn chân chia hai và nhai lại Nhưng có một số chỉ nhai lại hay chỉ có móng rẽ ra những loài đó các ngươi không được phép ăn lạc đà mặc dù nhai lại nhưng không có móng rẽ ra và là một loài vật không tinh sạch cho các ngươi loài chồn sống trên đá mặc dù nhai lại nhưng không có móng rẽ ra nó là vật không tinh sạch cho các ngươi loài thỏ rừng mặc dù nhai lại nhưng không có móng rẽ ra là một loài vật không tinh sạch cho các ngươi con heo dù có móng rễ ra bàn chân chia hai nhưng không nhai lại đó là vật không tinh sạch cho các ngươi các ngươi không được ăn thịt và không được đụng đến xác của các thú đó chúng không tinh sạch cho các ngươi đây là các loài vật các ngươi được ăn tất cả loài vật ở dưới nước tất cả các loài có vây và vẩy dưới nước hoặc dưới sông hay biển những thú đó ngươi được ăn. Nhưng tất cả các loài tạo vật không vây, không vậy sống dưới biển hay dưới sông, hoặc sống từng đàn hay sống giữa các sinh vật khác dưới nước đều đáng gớm ghiếc, vì các ngươi phải gớm ghiếc các loài này nên các ngươi không được phép ăn thịt chúng và phải gớm ghiếc xác chết của chúng bất cứ loài nào không vây không vậy sống dưới nước đều đáng gớm ghiếc cho các ngươi sau đây là những loài chim các ngươi phải gớm ghiếc và không được phép ăn vì là những loài đáng gớm ghiếc chim ưng kên kên chim ngạc diều hâu đỏ tất cả các loài chim diều đen tất cả các loài quả cú mèo chim ó ăn đêm hải âu và tất cả các loài diều hâu, chim cú nhỏ, con cọc, cú lớn, cú trắng, cú sa mạc, ó biển, con cò, tất cả các loại chim diệc, chim rẽ quạt và rơi. Tất cả các loài côn trùng và cánh có cánh và đi bốn chân đều đáng gớm ghiếc cho các ngươi. Có một số vật có cánh và đi bốn chân các ngươi được phép ăn đó là những vật có chân khớp để nhảy trên mặt đất. Trong số những loài các ngươi được phép ăn này có các loài châu chấu, châu chấu sói đầu, dế, cao cao, các côn trùng có cánh và bốn chân khác đều là vật các ngươi phải gớm giếc. Sau đây là những trường hợp các ngươi làm cho mình không tinh sạch. Ai đụng đến xác các loài đó sẽ bị ô uế đến tối. Ai lượm xác chết các loài này phải giặt áo sống mình và bị ô uế đến tối. Mọi loài vật có móng rẽ nhưng không chẻ hai hay không nhai lại đều là vật không tinh sạch cho các ngươi. Ai đụng đến các loài vật này sẽ bị ô uế trong tất cả các loài vật đi bốn chân có vuốt và loài không tinh sạch cho các ngươi. Ai đụng đến xác các loài này sẽ bị ô uế đến tối ai nượm xác các loài này phải giặt áo sống mình và sẽ bị ôi đến tối đó là những loài vật không tinh sạch cho các ngươi trong các loài vật di chuyển sát trên mặt đất đây là những loài không tinh sạch cho các ngươi chuột chuỗi chuột nhát tất cả các loài rắn mối tất cả các loại rắn mối các ké kỳ đà thần lằn kỳ nhông các kè trong tất cả các loài di chuyển sát trên mặt đất đó là những loài không tinh sạch cho các ngươi ai đụng đến xác chết các loài đó sẽ bị ô uế đến tối khi một trong các loài vật đó chết rơi nhầm một đồ dùng bất cứ dùng vào việc gì cũng trở thành ô uế kể cả đồ dùng làm bằng gỗ vải hay bao bố phải ngâm đồ dùng này trong nước nó bị ô uế cho đến tối và sau đó sẽ được tinh sạch. Nếu xác chết đó rơi nhầm một bình đất, những gì chứa trong bình đều bị ô uế, phải đập bể bình đi, thức ăn bị nước trong bình này đổ nhầm sẽ bị ô uế, bất cứ thức uống gì chứa trong bình cũng bị ô uế, bất cứ vật gì bị xác các con vật này rơi nhầm sẽ bị ô uế, dù vật này là bếp ai lồi cũng phải đập bể vì chúng không tinh sạch nên các ngươi phải coi là những vật ô uế tuy nhiên dòng suối hay hồ chứa nước vẫn được kể là tinh sạch nhưng ai đụng đến xác chết đó phải bị ô uế nếu xác chết rơi trên hạt giống sẽ được gieo trồng hạt giống vẫn được tinh sạch nhưng nếu hạt giống đã được tưới nước và xác chết rơi nhầm hạt giống đó sẽ bị ô uế cho các người. Nếu một con vật thuộc loại có phép ăn bị chết, ai đụng đến xác nó sẽ bị ô uế. Ai ăn xác chết đó phải giặt áo sống mình và sẽ bị ô uế cho đến tối. Còn ai nhặt xác chết đó cũng phải giặt áo sống và bị ô uế đến tối. Tất cả các loài sâu bọ trên đất đều đáng gớm ghiếc và không được phép ăn. Các ngươi không được ăn bất cứ loài sâu bọ nào bò trên mặt đất, dù bò bằng bụng, bằng bốn chân hay nhiều chân. Các loài vật này đều đáng gớm ghiếc. Các ngươi đừng làm mình ô uế vì các loại sâu bọ này. Đừng tự làm ô uế vì chúng hay để chúng làm ô uế. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi phải biệt mình riêng ra thánh và nên thánh vì ta là thánh đừng để mình bị ô uế vì bất cứ loài sâu bọ nào bò trên mặt đất ta là chúa đấng đã đem các ngươi ra khỏi ai cập để làm đức chúa trời các ngươi vì vậy các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh đây là luật lệ liên hệ đến các loài súc vật loài chim các loài sinh vật sống dưới nước và các loài sâu bọ bò trên đất các người phải phân biệt giữa tinh sạch và ô uế, giữa các loài vật ăn được và các loài không ăn được.